phim Việt lại có thêm một thảm họa 18+. Phim Việt live phát trực tiếp xây dựng hai câu chuyện trong một tác phẩm. Nhưng kịch bản và lối kể còn nhiều hạn chế nên chưa thuyết phục được người xem. Live phát trực tiếp là phim Việt duy nhất ra rạp vào cuối tháng 9. Dự án gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên gồm các TikToker nổi tiếng, đồng thời khai thác chủ đề mạng xã hội, bạo lực ngôn từ trên Internet. Tuy nhiên, tác phẩm nhận nhiều lời chê vì chất lượng tệ, từ nội dung đến cách kể chuyện còn nhiều vấn đề. Với doanh thu mở màn kém ấn tượng, dự án có khả năng sẽ nối tiếp thất bại phòng vé của Cù Lao Sát Sống và Chạm Vào Hạnh Phúc trước đó. Kịch bản nhiều điểm trừ. Với thời lượng 91 phút, phim được chia làm hai câu chuyện hoàn toàn độc lập. Phần đầu kể về cuộc chiến giữa hai cô gái chuyên làm mu băng, vừa ăn uống vừa quay video. Một bên là Trúc, Ngọc Phước, không xinh đẹp nhưng chuyện gì cũng dám làm. Bên kia là Emmy, Ngân 98, chuyên dùng đường cong cơ thể để câu khách. Ở phần sau, phim tập trung vào câu chuyện của Hoàng Duy Vi, Quốc Khánh, người làm công việc đánh giá, bình luận về các quán ăn. Kịch bản phim được chuyển thể từ tập truyện ngắn Đô Thị Linh Dị của Nguyễn Ngọc Thạch phát hành đầu năm 2022. Bản thân nguyên tác không quá nổi tiếng, nhưng câu chuyện trong phim thì gần gũi với đời sống. Bởi lẽ vẫn có nhiều người đang làm mu băng hay review trên mạng xã hội để kiếm sống. Ekip chọn đề tài khá mới mẻ và trẻ trung, có nhiều yếu tố hấp dẫn để khai thác. Đáng tiếc, cách xây dựng kịch bản còn non nớt khiến các câu chuyện chưa chạm được đến người xem. Kịch bản còn đơn giản, vẫn đi theo công thức quen thuộc của phim kinh dị Việt khi đang xen nhiều cảnh hài hước với cảnh gây sợ. Các câu thoại, nhân vật chọc cười xuất hiện chưa hợp lý, đôi lúc làm giảm không khí nghiêm túc của phim. Nhiều tình huống bị làm quá để tạo kịch tính. Đơn cử, một chủ quán đã phải tự tử chỉ vì những đánh giá không tốt từ Hoàng Ri Viên. Một vài chi tiết mang tính siêu thực được lồng ghép nhưng chưa hiệu quả. Tất cả dẫn đến cái kết còn gấp gáp và tạo cảm giác hụt hẫng. Dù chung chủ đề, hai câu chuyện trong phim chưa thực sự ăn nhập với nhau. Nhiều nhân vật liên tục xuất hiện rồi biến mất mà không được khai thác sâu. Chẳng hạn như Emmy trong câu chuyện đầu, hay các nhân vật hãm hại Hoàng Review ở câu chuyện cuối. Các nhân vật thiếu sự liên kết khiến mạch truyện rời rạc, gợi nhớ chuyện ma gần nhà năm ngoái. Ngoài ra, phim còn cảnh bạo lực. Cũng có cảnh khoe da thịt diễn viên nên bị dán nhãn T18, cấm người xem dưới 18 tuổi khi ra rạp. Tuy nhiên, các cảnh quay này chỉ mang tính câu khách chứ chưa để lại nhiều ấn tượng. Lối kể còn hạn chế. Ngồi ghế đạo diễn live, phát trực tiếp là Khương Ngọc. Trước đó, nam diễn viên từng thử sức làm phim với các tác phẩm Yêu Là Phải Xài Chiêu 2016, Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện 2017, nhưng đều không tạo được tiếng vang. Lần này, Khương Ngọc trở lại vai trò đạo diễn với một tác phẩm có đề tài gai góc. Thế nhưng, một lần nữa anh lại bỏ lỡ cơ hội ghi dấu ấn với khán giả. Đạo diễn thường xuyên lạm dụng góc máy cận. Trong phần lớn thời lượng, ống kính phóng thẳng vào hành động của các nhân vật khiến bộ phim mang cảm giác bí bách. Có cảnh máy quay chĩa vào ngực của nhân vật nữ, cũng có cảnh chiếu vào các nhân vật đang ăn ngấu nghiến khá phản cảm. Thủ pháp gây sợ cũng không mới. Đạo diễn chủ yếu sử dụng các cảnh zoom stay để khiến khán giả bất ngờ. Đôi lúc, các cảnh quay này được xử lý không hiệu quả nên gây cười nhiều hơn. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên phần lớn là tay ngang, trong đó có các TikToker nổi tiếng như Long Chung, Tina Thảo Thi, Hoàng Anh Panda, Bé Bảy. Họ xuất hiện không nhiều, vai trò cũng không nổi bật. Chủ yếu vào vai các nhân vật hùa theo để công kích người khác. Cả hai diễn viên chính Ngọc Phước và Quốc Khánh đều phát huy được thế mạnh diễn hài. Nhưng lối xử lý nhân vật của họ còn đơn giản, gợi nhớ sân khấu hoặc truyền hình hơn là điện ảnh. Khi ra rạp, live, phát trực tiếp không được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Theo Box Office Việt Nam, đơn vị quan sát phòng vé độc lập, phim chỉ thu hơn 1,1 tỷ đồng trong 3 ngày công chiếu, xếp sau các dự án ngoại như Biệt Đội Đánh Thuê 4, Án Mạng ở Venice, Ác Quỷ Ma Sơ 2. Thành tích này chứng minh phim chưa thực sự hút khách. Từ bối cảnh đến diễn viên cho thấy đây không phải là dự án được đầu tư tốn kém, nên khả năng nhà sản xuất cũng không đến mức lỗ nặng. Nhưng với thành tích mờ nhạt tại phòng vé, nhiều khả năng tác phẩm phải rút rạp sớm vì không có khán giả. Nhìn chung, live, phát trực tiếp có ý tưởng nhưng chưa làm chưa tới.
Kịch bản nhiều lỗi và lối kể hạn chế là những điểm trừ mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.